Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón len trùm tai hình chú ếch xinh xắn như thế này. Thì ngoài trang trí chú ếch, các bạn cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác nhau cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn ha. Để làm được mẫu này thì ở đây mình sử dụng đó là len miêu cốt tông cuộn 125g. Sợi len của mình là mác S chữ đỏ. Đây là màu 56 ha. Độ dày của sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại len khác nhau. Kim móc mình dùng kim 3.5mm. Những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim mà các bạn đang có so với sợi len nè. Thì đầu kim của mình nó sẽ có độ dày hơn sợi len 1/2 là được ha. Cho cái mũi móc của mình nó được mềm mại hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len, kim khâu len, thước dây dùng để đo size. Và những bạn nào mà muốn trang trí cái họa tiết của mình nó bồng bềnh á thì sử dụng cho mình thêm một ít gòn nhồi ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và mũi móc đơn thứ 6. Khi có được 6 mũi móc đơn rồi, nắm sợi len ngắn guốc lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại nè. Ta di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Móc lên một xích. Như vậy ta hoàn tất được vòng đầu tiên với 6 mũi móc đơn, sẽ tạo ra 6 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì ở 6 chân móc của vòng móc thứ hai, chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời nè, móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho 5 chân còn lại, mỗi chân là 2 mũi móc đơn ha. Chân móc thứ hai nè. Tiếp tục 2 mũi móc đơn vào chân móc thứ ba. Chân móc thứ tư cũng móc 2 mũi móc đơn. Tương tự cho chân móc thứ năm, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Và chân móc thứ sáu, 2 mũi móc đơn. Sau khi đã kết thúc vòng thứ hai rồi, lưu ý cho mình nè, ở sát đây nó sẽ có một cái chân móc nhỏ. Thì cái chân móc này nó không phải là chân của mũi móc đơn phía dưới, mà nó là chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới ha. Ta sẽ không móc vào chân đó, mà di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng này nè, móc vào đó một mũi dời. Sau đó lên 2 mũi móc xích. Vòng mũi đơn thứ hai vừa hoàn tất sẽ tạo ra được 12 chân móc cho vòng móc thứ ba. Thì vòng móc thứ ba các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi kép đơn để móc ha. Ta có 12 chân móc rồi, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên là chân mình móc mũi dời kết thúc vòng thứ hai. Đâm kim vào đó móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Mũi kép đơn thứ hai nè. Mình sẽ làm tương tự cho 11 chân còn lại ha. Cứ mỗi chân ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Tương tự chân móc thứ ba, móc 2 mũi kép đơn. Chân thứ tư cũng móc 2 mũi kép đơn, ta móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng móc, ta sẽ tạo ra được 24 mũi kép đơn cho vòng móc này. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Móc lên 2 mũi xích. Vòng thứ ba có 24 mũi móc, nó sẽ tạo ra 24 chân móc cho vòng móc thứ tư. Thì vòng móc thứ tư móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Thì mình sẽ có được một cụm móc như thế này ha. Một mũi kép đơn, sau đó là 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Thì mình cứ có nè. Một kép đơn vào chân kế bên. Hai kép đơn vào chân kế tiếp.
Ta có được cụm thứ hai ha. Tiếp tục tương tự, cụm thứ ba nè, một mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Và mình sẽ móc tương tự cho đến hết ha. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng, kết thúc vòng này cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó lên hai mũi móc xích. Thì vòng móc thứ tư này của mình nó sẽ có tổng cộng là 12 cụm móc như thế này ha. Cụm đầu tiên nè, cụm thứ hai, cụm móc thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm, cụm móc thứ sáu, cụm thứ bảy, cụm móc thứ tám, cụm móc thứ chín, cụm móc thứ 10, cụm móc thứ 11 và cụm móc thứ 12. Ta tăng được 12 mũi móc cho cái vòng móc này. Và các cái mũi móc tăng nó nằm ở hai mũi kép đơn cùng một chân móc này nè ha. Tiếp tục vòng móc kế tiếp. Để xác định được công thức của vòng móc kế tiếp, dựa cho mình vào công thức của vòng móc bên trên. Vòng móc bên trên của mình nè, có một mũi kép đơn lẻ, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì vòng móc kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình mũi kép đơn lẻ này lên một chân. Thì mình sẽ có hai mũi kép đơn ở hai chân liên tiếp ha. Khi có được hai mũi kép đơn ở hai chân liên tiếp thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc. Như vậy là mình có được một cụm móc như thế này. Hai mũi kép đơn mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè. Các bạn cũng móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó mình sẽ tiếp tục tăng thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Và các vòng móc tiếp tục tăng mình cũng dựa vào vòng móc bên dưới nó ha. Vòng móc bên dưới nó có bao nhiêu mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân thì vòng kế tiếp sẽ tăng cái số mũi kép đơn lẻ lên một mũi ha. Móc cho mình thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy cho đến khi cái vòng tròn này nè nó đạt được cái kích thước bằng với vòng đầu của size mà các bạn cần móc là được. Thì khi mình kết thúc cái hàng này, ta có hai mũi kép đơn mỗi chân, thì đến hàng móc kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình mũi kép đơn lẻ này lên. Ví dụ như hàng này hai rồi thì hàng kế tiếp sẽ là ba mũi mỗi chân, sau đó kế tiếp là bốn mũi mỗi chân, năm mũi mỗi chân ha, và xen kẽ sẽ là hai mũi cùng chân móc. Thì cái cụm móc của mình nó sẽ tăng dần đều cho đến khi đạt được số đo vòng đầu là được ha. Thì hàng này mình có hai mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân nè, sau đó tiếp tục là hai mũi cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc nữa ha. Sau khi mình đã móc thêm nhiều vòng móc thì lúc này cái vòng tròn của nó sẽ có được một cái độ rộng như thế này. Để có thể tăng giảm size thì các bạn sẽ làm cho mình như sau ha. Các bạn cứ móc cho mình mỗi vòng móc tăng đều 12 mũi móc nè. Đến khi mà mình cảm thấy cái vòng tròn của nó có cái độ rộng vừa phải rồi, đếm cho mình tổng số mũi móc của cái vòng cuối cùng mà mình tăng này được bao nhiêu mũi. Cách thứ nhất các bạn có thể đếm cho mình theo từng mũi móc. Còn cách thứ hai có thể đếm cho mình cái cụm cuối cùng mà mình móc là cụm như thế nào. Thì ở đây mình có cụm cuối cùng nè. Ta có 6 mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân, sau đó là hai mũi kép đơn ở cùng một chân móc. Tức là mỗi cụm của mình sẽ có tổng cộng là 8 mũi kép đơn. Các bạn sẽ lấy cho mình 8 mũi kép đơn đó. Đây là cụm cuối cùng nè, có 8 mũi thì lấy 8 nhân cho 12. 12 mũi tức là cái vòng tròn này nè, mỗi vòng ta tăng được 12 mũi móc ha. Lúc này mình sẽ có tổng cộng là 96 mũi móc cho cái vòng móc cuối cùng. Thì đây là cách tính thứ hai đơn giản nhất ha. Sau khi đã có được tổng số mũi móc của vòng cuối cùng rồi, tiếp tục xác định cho mình số đo vòng đầu mà các bạn cần móc là bao nhiêu. Ví dụ như số đo vòng đầu của mình ở đây là 50cm nè. Đây là số đo vòng đầu ha. Để biết được cái 50cm này nó sẽ tương đương với bao nhiêu mũi móc thì các bạn sẽ sử dụng cho mình thước dây. Ta sẽ lấy 1cm của thước dây, sau đó các bạn đo cho mình nè. Đây, ghi cho mình 1cm. 1cm này ướm cho mình vào trong thân nón. So sánh cho mình 1cm bằng bao nhiêu mũi móc ha. Thì ở đây của mình 1cm bằng 2 mũi móc nè. Trường hợp này thì cũng tùy vào tay thợ móc, có thợ móc lỏng tay, chật tay và len của mình nó có độ co giãn nên các bạn sẽ đo cho mình cái số đo sắp xỉ. Đây, của mình 1cm là 2 mũi móc.
Ta cũng có nhiều trường hợp ha, tay thợ móc lỏng chân khác nhau nè, 1 cm nó cũng có thể là 1,5 mũi hoặc là 1,75 mũi ha. Thì cái số đo này là cái số đo mà các bạn đo ướng chân cho mình nè. Sau khi đã có được 1 cm bằng bao nhiêu mũi móc rồi, thì các bạn sẽ lấy cho mình cái số đo vòng đầu mà mình cần móc nhân cho số mũi móc của 1 cm. Tức là cái công thức của mình là nhân chéo và chia ngang đó. Nhưng mà chia ngang nó là số 1 nên mình không cần thiết ha. Mình chỉ cần lấy số đo vòng đầu nhân cho số mũi móc của 1 cm là được. Thì lúc này khi tính ra mình sẽ được 100 mũi móc nè. Lúc này trên cái phần đỉnh nón mình móc cái hàng cuối cùng này nè, nó chỉ có tổng cộng là 96 mũi móc thôi. Còn thiếu 4 mũi móc nữa ta sẽ đạt được cái số đo vòng đầu là 50 cm. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng mũi cho vòng móc kế tiếp. Ở các hàng móc bên trên mỗi vòng móc mình tăng 12 mũi móc. Vòng này mình chỉ tăng 4 mũi thôi thì sẽ có cụm mình tăng và cụm mình không tăng ha. Thì các bạn sẽ tăng cho mình như sau. Ta cứ móc mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Những cụm nào mà tăng thì mình sẽ dựa vào hàng bên trên để móc. Hàng bên trên của mình bao nhiêu mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân thì hàng bên dưới sẽ tăng lên một mũi ha. Ví dụ như ở đây mình sẽ tăng cụm đầu tiên nè. Ta sẽ có 7 mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân. Có được 7 mũi kép đơn lẻ mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc cho mình 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Như vậy mình đã tăng được 1 mũi móc cho cái vòng móc này rồi nè. Ở đây mình cần phải tăng 4 mũi móc cho nên các bạn có thể tăng cho mình ở 4 điểm tạo ra một cái góc vuông như thế này cho cái vòng tròn của nó không có bị lệch ha. Thì cụm đầu tiên mình tăng rồi, cụm thứ hai mình sẽ không tăng. Các bạn cứ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Có được 7 mũi kép đơn rẻ rồi nè. Cụm này mình không tăng nên chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn thôi ha. Như vậy là ta sẽ có được một cụm không tăng ha. Thì mình còn thiếu 4 mũi nên các bạn sẽ tạo cho mình 4 cụm tăng. Và 4 cụm tăng này các bạn có thể chia đều cho mình ở 4 điểm. Tạo thành một cái hình vuông nè, để cho cái vòng tròn của nó không có bị lệch ha. Khi kết thúc vòng nè, thì đây là điểm tăng đầu tiên. Đây không tăng nè. Cụm kế tiếp không tăng nè, tức là móc đều. Cụm kế tiếp tăng nữa. Đây là điểm tăng thứ hai. Tiếp tục là cụm không tăng nè. Cụm không tăng. Sau đó là cụm tăng. Đây là điểm tăng thứ ba. Tiếp tục ha. Không tăng nè. Cụm không tăng là móc đều. Ở đây là cụm tăng nè, điểm tăng thứ tư. Thì lúc này mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc mình tăng rồi ha. Và các cái mũi móc tăng nó sẽ nằm ở 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc nè. Đây là cái điểm tăng ha, mình có 4 điểm tương tự như thế này. Ta đã có được tổng số mũi móc là 100 mũi bằng với kích thước là 50 cm. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân nón. Đối với phần thân nón trùm tai, các bạn sẽ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn và mình không tăng mũi nữa. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình đến các chân móc gần cuối cùng ở đây ha. Sau khi mình đã móc thêm nhiều mũi kép đơn cho đến các chân móc gần cuối cùng rồi, thì cái khoảng trống ở phía sau này sẽ là cái khoảng trống ở phía sau gáy nè. Để biết được tổng số mũi móc mà mình cần chừa ra ở đây, các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc mà mình tăng đều 12 mũi cuối cùng. Thì ở đây nè, hàng tăng đều 12 mũi cuối cùng là cái hàng ở bên trên này. Các bạn sẽ đếm cho mình cái cụm cuối cùng của mình là bao nhiêu mũi móc. Thì đây là cụm tăng cuối cùng của cái hàng mà mình tăng đều 12 mũi ha. Đây. Đếm cho mình tổng số mũi móc nè.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân. Ta sẽ có tổng cộng là 8 mũi cho một cụm. Thì 8 mũi này các bạn nhân đôi lên cho mình. Ta sẽ có 16 mũi mà mình cần chừa ra nè. Những bạn nào mà tăng giảm sai các bạn cũng đếm cho mình tương tự như vậy ha. Thì lúc này mình sẽ chừa ra cái số mũi móc là 16 mũi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. 16 mũi ta chừa ra bằng gấp đôi so với cái hàng móc mà mình tăng đều 12 mũi. Thì đến đây móc lên cho mình 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này thì dễ dàng hơn ha, các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi kép đơn. Đây sẽ là chân đầu tiên nè, móc vào một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái đầu bên này. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được. Thì lúc này coi như là mình đang xuống thân nón ha. Sau khi các bạn móc cho mình đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng này thì cũng làm tương tự như hàng mà mình vừa móc. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Khi các bạn gặp đôi cái phần thân nón lại nè, hai điểm này nó sẽ chạm vào nhau. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái chiều sâu từ cái hàng móc đầu tiên của cái phần đỉnh nón này ra phía trước, nó sẽ che được đến cái phần mặt thôi, che qua tay là được. Sau khi mình đã móc thêm nhiều hàng móc, lúc này cái phần thân nón của mình nó đã có được một cái độ sâu như thế này rồi nè. Bây giờ mình sẽ viền lại phần thân nón, sau đó tạo dây để buộc qua phần cổ ha. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Xác định đâu là mặt phải của phần thân nón thì mặt phải nè, cái phần đỉnh nón nè, các cái mũi móc mặt phải nó sẽ nằm ở bên ngoài ha. Thì đây là mặt phải nè. Thì lúc này khi viền lại ở cái phần sau gáy, các bạn sẽ viền cho mình cái hàng mũi đơn nằm ở mặt phải. Lúc này cái phần sau gáy của mình nè, ta vừa có thân chân móc và vừa có chân móc, thì để viền lại được, đâm kim vào chân của mũi kép đơn cuối cùng này, móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ không móc vào thân chân móc, mà ta sẽ móc vào các cái chân móc của các cái hàng móc nè. Đây, các cái chân móc như thế này ha, chứ không đâm kim vào thân chân móc ha. Và mỗi chân móc như thế này móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân kế tiếp cũng móc 2 mũi móc đơn nè. Các bạn cứ móc cho mình vào chân móc là được ha, đừng móc vào thân chân móc. Mỗi chân ta cứ móc 2 mũi móc đơn. Thì lúc này mình sẽ viền lại được cái phần sau gáy. Móc tương tự cho mình cho đến cái phần này. Viền được đến cái phần chính giữa rồi nè. Thì tiếp tục ở đây các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân mà mình kết thúc của cái hàng kép đơn mà ta bắt đầu móc phần thân á, là cái chân này nè, móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ lần lượt đâm kim vào các chân móc này, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Lúc này nó đã có được cái chân móc rồi thì cứ móc vào chân móc là được. Sau đó mình sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái phần viền bên này luôn ha. Khi ta đã viền lại được cái phần sau gáy rồi nè, nó sẽ tạo cho cái phần thân nón nó được hoàn mỹ hơn. Thì cái phần thân nón của mình khi đội vào nó sẽ có được một cái độ sâu trùm từ phía sau ra phía trước mặt ha, che được cái phần tay. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo sợi dây để mình có thể cột qua phần cổ. Dùng sợi dây tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút.
Từ đây móc lên cho mình một sợi dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể tạo ra được một cái sợi dây cột ở một bên nha. Thì lúc này mình sẽ móc lên tổng cộng là 80 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi đã có cho mình được một sợi dây có cái độ dài vừa đủ rồi, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào phần thân nón. Đặt cho mình cái phần thân nón theo chiều như thế này ha. Từ phía sau ra phía trước nè, thì mình sẽ viền lại ở cái hàng mà mình chùm cái phần mặt á. Đâm kim vào chân đầu tiên, sau đó kéo len qua chân móc. Để giúp cho cái phần viền này có cái điểm nhấn, thì các bạn sẽ tiến hành dùng cái sợi dây dài này nè, quấn cho mình quanh cái mũi móc. Tức là mình sẽ đưa nó xuống dưới kim, vòng một vòng quanh kim nè. Sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Ta sẽ có được một cái đường G ở bên trên mũi móc ha. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên, kéo len, vòng cái sợi len này xuống dưới kim, sau đó vòng qua kim. Đây, theo chiều này ha. Vòng luôn cái kim qua nè. Đó. Sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Ta có đường G thứ hai ha. Tiếp tục làm tương tự nè. Kéo qua hai chân. Đây, những cái đường G nó nổi lên cho cái phần vành nón của mình nó có cái điểm nhấn ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Đâm kim, kéo len, đưa sợi len xuống dưới, vòng qua kim, kéo qua hai chân. Sau đó tiếp tục tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau khi mình đã kết thúc được cái hàng viền này tạo cái điểm nhấn cho phần vành nón rồi, thì kết thúc ở đây các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây móc xích có cái độ dài bằng với sợi dây ban đầu, để mình sử dụng hai sợi dây này cột qua cái phần cổ ha. Như vậy là sau khi đã hoàn tất được cái form nón rồi, khi ta đội vào sẽ đội theo chiều này ha. Đây, từ phía sau gáy ra phía trước nè, chùm lại cái phần mặt và phần tai. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết trang trí. Thì mình trang trí ít nên mình sẽ móc một cái họa tiết mắt như thế này. Để khâu hai cái mắt vào hai bên ha, tạo họa tiết ít. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nè. Tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó giữ nguyên vị trí này lên hai mũi xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 14 mũi kép đơn liên tiếp. 1. Kép đơn thứ 2. Mũi kép đơn thứ 3. Kép đơn thứ 4. Kép đơn thứ 5. Mũi kép đơn thứ 6. Mũi kép đơn thứ 7. Kép đơn thứ 8. Mũi kép đơn thứ 9. Mũi kép đơn thứ 10. Kép đơn thứ 11. Kép đơn thứ 12. Kép đơn 13. Và kép đơn thứ 14. Được 14 mũi kép đơn, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một xích, kéo và cắt len. Ta sẽ được cái tròng đen bên trong ha. Nắm sợi len ngắn guốc lại nè, cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Tiếp tục mình sẽ tạo cái lòng trắng. Do ta dùng màu đen ở cái lòng đen bên trong nên mình sẽ khó thấy mũi móc ha. Các bạn sẽ dựa cho mình vào sợi len thừa, sau đó ta đâm kim vào cái chân móc ở phía sau của cái sợi len thừa này nè. Đây, giữ nguyên vị trí này ha, đưa cho mình cái sợi len màu trắng ra phía sau. Kéo len qua chân móc, móc lên một xích. Hàng bên dưới mình có 14 mũi móc, tạo ra 14 chân móc cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai móc cho mình mũi đơn, chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì ta có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho đến cuối vòng. Ta sẽ có một mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được cụm thứ hai. Tiếp tục cụm thứ ba,
một kép đơn, hai kép đơn cùng chân móc. Cụm thứ tư. Cụm thứ năm. Cụm thứ sáu. Khi móc đến chân móc cuối cùng cũng giấu cho mình sợi len thừa ha. Tiếp tục cụm thứ bảy. Kết thúc vòng này, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên một xích. Ta sẽ có tổng cộng là 7 cụm móc như thế này ha. Cụm thứ hai nè. Cụm thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Cụm móc thứ sáu và cụm móc thứ bảy. Ta tăng được 7 mũi móc cho vòng móc này. Thì tiếp tục vòng móc kế tiếp, móc lên một mũi móc xích rồi thì dựa cho mình vào vòng bên trên. Cách tăng mũi nó tương tự giống như cái phần đỉnh nón ha. Tăng một mũi móc đơn lẻ này lên là 2 mũi nè. Sau đó là 2 mũi cùng chân móc. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì mình cũng có tổng cộng là 7 cụm tương tự như vậy ha. Đến cuối vòng thì cũng đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên một xích. Thì trong trắng mình sẽ dừng lại ở hai vòng móc mũi đơn, các bạn tiến hành cắt len ha. Sau đó mình sẽ thay màu xanh. Thì sợi len màu xanh cũng đâm kim ra phía sau của sợi len thừa màu trắng và kéo qua chân móc nè, lên một xích. Hàng màu xanh thì các bạn sẽ không tăng mũi mà mình sẽ móc đều mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Do cái vòng tròn của mình nó đã có đủ cái độ rộng vừa phải rồi nên mình sẽ không tăng mũi nữa ha. Cứ móc đều cho mình cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng rồi, tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên một xích. Vòng màu xanh thứ hai tương tự như vòng phía trên. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho đến cuối vòng ha. Đến cuối vòng nè, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên một xích. Được hai hàng đều nhau rồi, hàng kế tiếp mình sẽ giảm mũi ha. Thì hàng giảm mũi dựa cho mình vào hàng tăng mũi ở bên trên. Hàng tăng mũi cuối cùng bên trên có hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì bê cho mình hai mũi mỗi chân đó xuống phía dưới. Móc cho mình hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Được hai mũi mỗi chân rồi nè, hai chân móc kế tiếp chụm lại cho mình thành một mũi. Ở bên trên là mình tăng, bây giờ mình sẽ tiến hành chụm ha. Thì cách chụm như sau: đâm kim cho mình vào chân kế bên, kéo len, giữ nguyên, đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len, sau đó kéo cho mình qua ba chân trên kim. Như vậy là hai chân phía dưới chụm lại thành được một mũi. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Thì mình cũng có tổng cộng là 7 cụm giảm. Cụm thứ hai nè. Hai mũi mỗi chân. Có hai mũi mỗi chân rồi, tiếp tục là hai mũi chụm chân. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Móc đến cuối vòng, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Hàng chụm mũi kế tiếp tương tự dựa vào hàng bên trên. Hàng bên trên có bao nhiêu mũi mỗi chân thì lúc này mình sẽ giảm đi một mũi ha. Ta có lại một mũi móc đơn nè. Sau đó là hai mũi chụm chân. Thì mũi chụm chân cũng tương tự giống như cái hàng bên trên. Ta có được cụm đầu tiên. Móc tương tự cho mình cụm này cho đến cuối vòng ha. Cụm thứ hai nè, một mũi, sau đó là một mũi chụm. Tiếp tục cụm thứ ba, một mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi chụm chân. Cụm móc thứ tư, một mũi, sau đó là hai mũi chụm. Cụm móc thứ năm, mũi chụm nè. Tiếp tục cụm móc thứ sáu, mũi chụm. Và cụm móc thứ bảy. Còn hai chân móc cuối cùng cũng là hai chân móc mà mình tạo mũi chụm ha. Kết thúc nè, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó lên một xích. Ở vòng giảm mũi kế tiếp cũng dựa vào hàng bên trên ha. Thì lúc này mình sẽ có tổng cộng là 7 mũi chụm liên tiếp.
Tiếp tục mũi chậm thứ hai, mũi chậm thứ ba, mũi chậm thứ tư, mũi chậm thứ năm, mũi chậm thứ sáu và mũi chậm thứ bảy. Mũi chậm thứ bảy sẽ là hai chân cuối cùng ha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi chậm đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len, cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Lúc này ta sẽ có một cái khoảng trống ở cái phần mắt nè, khoảng trống này sẽ là khoảng trống 7 chân móc. Các bạn sẽ sử dụng cho mình gòn nhồi, nhồi gòn vào bên trong cái phần mắt cho phần mắt của mình nó được cứng cáp hơn ha. Khi cái phần mắt của mình nó đã có cái độ cứng cáp rồi nè, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình kim khâu, xỏ cho mình cái sợi len này vào kim khâu. Ta có 7 chân móc thì các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình vào đường móc bên trên của mỗi chân nè. Đây là chân đầu tiên ha. Tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong chân thứ hai nè. Chân thứ ba. Tiếp tục chân thứ tư ha. Chân thứ năm nè. Chân móc thứ sáu. Chân thứ bảy. Đâm được vào 7 chân rồi, guốc cho mình cái sợi len lại nè. Vòng tròn của mình nó đã nhỏ lại rồi, tạo cho mình một guốc. Sau đó mình sẽ đâm cái kim vào phía dưới của cái phần mắt. Ta sẽ hoàn tất được cái phần mắt của ếch như thế này. Các bạn sẽ tiến hành khâu cái mắt của ếch này vào trong thân nón. Khi khâu thì nhớ canh chỉnh cho mắt được đều hơn ha. Sau khi đã khâu được hai mắt vào trong thân nón rồi nè, thì khi đổi nón lại mình sẽ cột hai đầu dây lại vào cái phần cổ ha. Ta sẽ hoàn tất được một mẫu nón trùm tai trang trí hình chú ếch xinh xắn như thế này. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác lên trên thân nón. Ở đây mình có móc thêm một mẫu nón trang trí một chú hươu cao cổ nè, với hai sừng tai cũng như là đốm. Hoặc là một mẫu nón trùm tai có trang trí thêm hai cái tai cáo ở hai bên nè. Các bạn cũng có thể đổi màu hoặc là tăng giảm size phù hợp với size mà các bạn cần móc ha. Và cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết cho phần thân nón của mình nó thêm đa dạng hơn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu nón trùm tai trang trí một chú ếch xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!